Chào bạn, hôm nay như là hứa tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách những chỗ mua những cái loại hóa chất để làm thuốc nổ TNT này. Đầu tiên tôi sẽ test thử cho các bạn coi một ít nha. Đây, sẽ thử ít cho bạn coi. Loại TNT các bạn biết nhé. Thấy nó nổ cũng khá là dữ. Rồi đầu tiên là quá chất này, các bạn lại gần chút xíu nào. Quá chất này cái tên là acetone, chứ công thức hóa học của nó là CHBCOCHB. Nó là một dạng nước dùng để rửa nước để rửa móng tay á. Tiếp theo là nước oxy về cái tên là hydrogen peroxide 30%, cái công thức hợp là H2O2. Cái này là mình cũng mua ở trong tiệm hóa chất á, tỷ lệ này là 30% các bạn, càng đặc thì làm nó càng chất lượng hơn. Tiếp theo là cái phần đây là axit sulfuric, công thức hợp là H2SO4, và cái độ đậm đặc của nó là từ 95 cho đến 98% của nó. Đây, cái ba loại này đều là nước và mình đều mua ở trong tiệm hóa chất gần nhà. Nhà các bạn nào gần tiệm hóa chất thì có thể mua được dễ dàng ba loại chất về chế tạo. Nếu vì điều này được 1.000 lượt xem thì mình sẽ đăng video hướng dẫn làm thuốc nổ TNT từ ba cái loại này luôn nha. Đây là acetone này mua cũng rẻ hơn các bạn, 100 mình mua là 120.000 một chai. Cái này là oxy già 80.000, còn axit sulfuric là 70.000 một chai nhé. Tổng cộng mua mới này cũng 250 hơn á. Rồi nếu vừa được 1.000 lượt xem thì mình sẽ quay video hướng dẫn các bạn làm nhé. Chúc bạn mua thành